Trong khi Mỹ vẫn đang loay hoay với tăng trưởng chậm và kiềm chế lạm phát, thì các chuyên gia kinh tế của ngân hàng Morgan Stanley dự báo đến cuối năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của châu Á có thể bỏ xa các nước phát triển như Mỹ tới 5%. Theo báo cáo mới nhất của ngân hàng Morgan Stanley, trong năm 2023, châu Á sẽ đạt mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ năm 2017. Mức tăng trưởng này đến từ hiệu ứng Trung Quốc, nới lỏng các biện pháp phòng dịch COVID-19, nhu cầu nội địa cao và lãi suất phần nào được nới lỏng. Chuyên gia kinh tế Chetan Aya, người đứng đầu chi nhánh Morgan Stanley tại châu Á nhận định, việc Trung Quốc mở cửa trở lại đang mang lại lợi ích cho các nước châu Á khác. Áp lực mà ngành ngân hàng ở Mỹ và châu Âu đang hứng chịu gần đây càng cho thấy năng lực vượt trội của châu lục này. Theo chuyên gia này, các tiêu chuẩn cho vay ở Mỹ và châu Âu sẽ thắt chặt, ảnh hưởng tiêu cực tới nhu cầu trong nước. Nhu cầu trong nước tại Mỹ và châu Âu giảm sẽ kéo theo khu vực châu Á gặp khó khăn trong việc xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường này. Tuy nhiên, nhu cầu trong nước của châu Á lại rất vững, giúp khu vực này có đủ động lực để thúc đẩy tăng trưởng. Ngoài ra, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED và Ngân hàng Trung ương châu Âu liên tục tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát, mặt bằng lãi suất ở châu Á có phần thấp hơn, qua đó không kiềm chế tăng trưởng. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.